chơi không vậy? Đó, cá chép bự không? Đó, ta thả ui cá đó thôi. Đó rồi con thả. Con thả sao? Thả. Rồi ta để nó đây nè. Đó, cá chép nó lên thấy không? Đó. Nhưng mà cá chép không có ăn cá chơi. Con bước xuống luôn. Đó đúng rồi. Rồi, đúng rồi đó, bước xuống, bước xuống. Đúng rồi, con bưng cái xô đó xuống dưới, con đi xuống dưới luôn, xuống dưới bực nữa. Ừ, bỏ xuống. Ừ, đúng rồi đó. Rồi. Rồi con lấy cái rổ con bơ thả ra. Ừ, đó đúng rồi, thả từ từ xuống. Ừ, đó. Rồi lên con lên đi.